pizza? Mr. Dinosaur's lost. It's not. George's favorite toy is Mr. Dinosaur. Dinosaur. George loves Mr. Dinosaur. Mr. Sometimes George likes to scare people with Mr. Dinosaur. Dinosaur! Yes? Too scary! At supper time, Mr. Dinosaur sits next to George. I beg your pardon. Was that you, George? Or was it Mr. Dinosaur? Dinosaur. At bath time, George shares his bath with Mr. Dinosaur. Good night, Peppa. Good night, Bubby. Good night, George. And good night, Mr. Dinosaur. When George goes to bed, Mr. Dinosaur is tucked up with him. George's favorite game is throwing Mr. Dinosaur up in the air. Whee! And catching him when he falls back down. Whee! Whee! Peppa and Daddy Pig are playing draughts. I win, Daddy! Oh, well done, Peppa. George? Yuck, crying. George, have you lost Mr. Dinosaur? George has lost Mr. Dinosaur. Don't worry, George. We'll find Mr. Dinosaur. It's a job for a detective. Daddy, what is a detective? A detective is a very important person who's good at finding things. Me! I'm good at finding things. All right. Peppa is the detective. George, I'm the detective. I will help you find Mr. Dinosaur. Maybe the detective should ask George some simple questions. George, where's Mr. Dinosaur? George does not know where Mr. Dinosaur is. The detective could try and guess where Mr. Dinosaur might be. I know where he is. George always has Mr. Dinosaur with him in the bath. So Mr. Dinosaur is in the bath. Mr. Dinosaur is not in the bath. I know where Mr. Dinosaur is. George had Mr. Dinosaur in his bed at night. So that's where. Mr. Dinosaur is not in George's bed. Maybe we should try the garden. Yes, the garden. I was going to say that. Where is Mr. Dinosaur? Mr. Dinosaur is very hard to find. Mr. Dinosaur is anywhere. Jock. Would you love to throw Mr. Dinosaur in the air? I wonder if this time you threw Mr. Dinosaur just a bit too high. Oh, Mr. Dinosaur is here! I saw him first! Well done, Peppa. Well done, Peppa. You really are a very good... very good detective. Detective? Dinosaur! George is so happy to have a dinosaur. Worry. Maybe it's not a good idea to play with dinosaur near trees. Dinosaur. Con không được rồi, tao không xem một bài câu cổ nữa rồi. Nghe bài hát em đi chị nha. Ok. Không ạ. À.
Con yêu ạ, à, GoGo là kết thúc chương trình xem ở đây. Xem lại rồi một chút. Xem GoGo. Xem nhớ xem bài ba. Watch GoGo. Sister. Brother. Who's he?
buồn phiền vì đã đến giờ học rồi đây. Run, 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 run. Look this. Mark, Lily. Hello? Thank you.
mời con nào. Thank you.
cái dấu thôi. Mà cũng không mua được, biết mấy dấu. Buồn lòng ghê. Chưa? Hả? 2 nhỏ hơn 3. Ơi con thú vẫn cuộn thảm dùm mẹ nào bơ yêu. Bàn tay của con cất đi nhé. Nào bàn tay với bàn chân của con cất đi nào. Con bê con cất đi này. Bơ này. Nào em bơ với mẹ cất bàn tay bàn chân đi nhé. Nhá. Mẹ cất giúp em bơ nhé. Em bơ cuộn thảm với mẹ được không? Em bơ giúp mẹ với. Mẹ đi làm về mệt quá, mẹ đau lưng này. Bơ làm giúp mẹ nha. Thế em bơ không giúp mẹ thì mẹ làm vậy nhá. Mẹ tự làm nhé, em bơ nhá. Con. Em bơ cuộn bắp này, ngồi thẳng đầu dậy con. Con ngồi thẳng đầu dậy bắp này. Con. Em mẹ con. Con. Làm sao? Con đọc cho mẹ nào. Hai. Hai làm sao? Hai nhỏ hơn ba. Ba. Ba nhỏ hơn bốn. Hai. Hai nhỏ hơn bốn. Đúng rồi. Con đọc cho mẹ ở đây nè. Mấy cái bút đây? Mấy cái bút chỉ? Mẹ ở trên đây. Như vậy là? Con đúng. Ba. Đúng rồi. Hai. Ừ, hai nhỏ hơn. Mẹ ra đây. Ồ, nóng quá. À đây quạt đây. Đó, bắn mắt con mẹ. Ờ dạ, mẹ dạ con. Ơ con cái thảm chưa cuộn, con cuộn thảm giúp mẹ đấy. Bàn tay con là để làm gì nhỉ? Là để yêu thương, là để làm việc. Con cuộn thảm giúp mẹ đi nhá. Rồi mẹ con mình lên giường cùng cần tính trang là ti tính tình nha. Ui, em bơ cuộn thảm đẹp lắm cơ. Đếm đúng bằng 5 không? Mấy cái bút chì 5. Mấy cái quyển sổ đây, mấy quyển vỏ đây 4. Thế tại sao ghi 5 đây? Con cất thả mi dùm mẹ. 7 đâu? Mẹ cất chẳng con. À mẹ cất cùng với con nhé. Con bê mẹ con mình cùng cất nhé. Đi. Mình đi cất nhé. Đi. Đây mẹ con mình cùng đi. Đây đây đây. À thế con mình khênh hả? Hello.
chân chị Bơ. Chị Bơ ơi, chân chị Bơ đen xì xì, chó ấy lại á. Rồi, chị bác học đi. Chó yêu em Bơ. Có, chó yêu em Bơ lắm. Năm muốn mà đi con tẩy gì? À đúng rồi, bốn, biết bốn chứ. Úi thôi. Hachi đâu? Hachi của con đâu? Hachi mở nằm. Hachi nằm, con để cho em ngồi dậy đi, con nằm, em nằm cánh kia em bị cái mõm xuống đất em đau vậy. Thương em lắm. Đây chị Bơ thương, chị Bơ ra chị Bơ giúp em dậy đây. Bố. Đi. Hachi ơi. Hachi ơi, em Hachi. Hachi ơi, chào Hachi. Hello. What's your name? My name Hachi. Hello. I am a dog. I am a dog. I'm 2 eyes. I'm 2 ears. 2 3 bằng 3. Nên giờ em bơi lên gối mẹ còn bên cạnh. Mẹ mẹ 3 bằng 3 đúng không? Đâu, đúng rồi, 3 bằng 3. Đây mấy bằng mấy? Đếm đi. 5 bằng 5. Cái này cần phải cố gắng nhiều hơn nha. Bà nha.
con mua là 2 5 Ơ? Trừ 2 Cộng 3 Trừ 1 Bằng 7 Trừ 5 Cộng 2 Trừ 1 Bằng 9 Cộng
À, mẹ mời con làm bài nào, tập trung nó làm bài nào. Bảy là sao? Bảy chứ? Chứ năm. Kiểm tra lại lần nữa cho con yêu. Nên nhớ là chúng mình nên làm hai lần để chắc chắn là kết quả đúng. 7. Trừ ở dưới, trừ trước con, trừ dưới. Trừ 1. Bằng 9. Ừ. Sao trừ 2 lắm đấy? Ừ, thế thôi bằng 0. Bằng 0 à? Thế à? Thế thì đáp án chính là bằng 0 đấy. Trừ mà trừ cả một cái cộng này bằng hết bằng 0. Nghe mẹ. Dạ. Không làm anh lấy cái máy hút bụi này ra. Máy này là máy lọc không khí. Trừ dưới
Con cứ làm đi, tí nữa phải kiểm tra con vô nhá. Cộng 1. Ây ôi, sao con cứ đếm sai chứ? 20. Đấy, mẹ đánh dấu sao là những bài khó, con cần phải tập trung nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn. Chừng 1 cộng 1 nè. Trừ ở dưới cùng trước. Trừ ở dưới cùng nhỉ. Đó. 1 2 3 4 5. Cô hỏi bằng 10, trên đây là 10 rồi. Đúng rồi. 1 2 10 11 12 13 14 15 16. Ở trước đó con ghi nhầm bằng 8. Không phải con ghi nhầm, con ghi quá là nhầm. Chứng tỏ là con muốn trêu mẹ. Trêu mẹ mà làm bài sai mà còn trêu mẹ. Ui, để má chưa hết nhỉ. Yes. Dẫn thiền à? Đúng.
11 nè, mẹ đọc cho con thấy số đi. 11, yes. Trừ 2. Trừ đâu chút con nhé. Ok, trừ 2. Trừ 1. Trừ 1. Trừ 1. Trừ 1. Cộng 6. Quả bằng 14. Yes. Lại qua 2 cộng 9. Không đếm mà còn lười thế. Mẹ đây cái gì nhỉ? Đếm đi, 2 này, 9 này. Mẹ không đếm, mẹ không biết được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 cộng 9 cộng 1. Cộng 1. Trừ 3. 3. Bằng mấy? 9. Rồi, mẹ mời con ghi kết quả nào. Rồi, 2 cộng 10 cộng 1 cộng 4 quả bằng 77. Mời con ghi kết quả. Trừ 2 cộng 5. Cộng 5. Rồi con ghi kết quả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, bây giờ mẹ sẽ kiểm tra bài của Chi nhá. Kiểm tra ngược từ dưới lên trên, ok không? Ok. 7. Mẹ cũng phải làm phép tính đúng Chi thì mẹ mới làm được ra kết quả. Làm bằng tay cũng được. 7. Thế 7 này, trừ 3 này, con nhìn nhá. 1, 2, 3. Trừ 2 này. 1, 2 này. Cộng mấy? Cộng mấy? Cộng 5. Kết quả bằng 7. Bằng 7, không phải bằng 8. Con làm sai một cặp này. Tiếp nha. 2 cộng 10 cộng bằng 2 với như thế. Cộng bằng tay cũng như thế. Cộng bằng đây là kết quả bằng 8. Con chắc không? Chắc. Toán thì chỉ có một duy nhất một kết quả thôi. Bây giờ mình sẽ cộng bằng cái này nhé. 7 nha con này. 7 này. Chưa? Trừ 3 nha. Được chưa? Trừ 2 nhá. Được chưa? Cộng 5 nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có biết vì sao con làm sai cộng này không? Thì con không hề cộng lại, nên là con bị nhầm, bị sai. Nếu như mà mình cẩn thận, mình tống những cái cộng toán từ đầu này, có lẽ là con sẽ không làm sai đâu. Đúng không? Thì con lúc đấy con nghĩ là có mẹ ngồi bên cạnh là mẹ sẽ giúp mình tính là đúng hay sai. Nhưng thực tế là mẹ không tính, chỉ có mình không tính thôi. Sau đấy mẹ mới làm bài, mẹ kiểm tra lại. Ok. Đúng không? Rồi, nào. Tiếp nhá. Nào con bỏ đây ra cho mẹ tính tiếp cái bài này nào. Thật sự là con buồn ấy. Rồi. 2 cộng
quên. 12 không phải 1 bằng 13. Sao lại quên? Sao lại quên? 12 cộng 1 bằng 13, 13 cộng 4 bằng 17. Làm thì có thể đúng có thể sai chứ con, có phải ai làm được đúng hết đâu. Con làm nhiều con sẽ quen. Bằng 9 đúng rồi. 11 trừ đi 3 là mấy? 11 trừ đi 3 là mấy hả chị? 11 trừ đi 3 bằng 8. 8 cộng 6 2. Wow, bằng 14 đúng rồi. 20 trừ 1 cộng 1 là cái này trừ nó nhỏ vẫn bằng 20 trừ 5 bằng 15. Cái này phải bằng 15 mới đúng này. Đó, mày tính lại cho chị xem nhá. 20 này chị này, trừ 1 này, lại cộng thêm 1 này, vẫn bằng 20 đúng không? Trừ đi 5 này, 1, 2, 3, 4, 5 này, bằng 15 này. Cái này bằng 15 này. Được chưa? Ok. Được không? 10 trừ đi 2, trừ đi 3 bằng 5 cộng 1 bằng 6. Phép tính này của chị đúng rồi này. 8 trừ 2 trừ 4 trừ 2 đúng rồi này. 3 bằng 9 đúng rồi. 7 trừ 5 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 trừ 1 nó chưa biết con mặt chưa biết con mặt tắm ơi. Mẹ đây, con đi đâu mẹ? Con đi lên chứ mẹ. 7 trừ 5, 7 trừ 5 thì bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 trừ đi 1 thì bằng 3. Ơi 5 trừ đi 2 cộng với 2, 5 trừ đi 2 cộng 3, 5 trừ 2 bằng mấy? Bằng 3. 3 bằng 3 thì 1 bằng 5 đúng không? Rồi em try. Rồi đi ngủ nha. Ok. Rồi chị bác ơi dọn bài đi ngủ đi. Đó lần sau cố gắng nhiều hơn nhá. Nhá, tập trung vào làm bài nhé. Nào. Đi. À con đây, rơ của mẹ. Đây, con chị đang học vậy. Con xin phép chị chưa? Con xin phép chị chưa? Chị ơi, xin phép chị. Chị ơi, chăm sóc đi cho mẹ nha. Cho em mượn nha. Nào, chị bóc các sách đi con. Chị bóc các sách đi con. Anh em đi ngủ con. Đi tè hay rồi đi ngủ? Em ơi, đi tè chưa? Bác mẹ các sách đi tè con. Sách đi tè. Em đi. Ơi, đi đi. À thế thôi mẹ chẳng làm gì bắp cười, nó chỉ cười chị lại chảy nước mũi ra bây giờ. Chị bắp cười. Chị bắp cười.